Tới rồi luôn, xuống đi con. Hey, tới rồi hả? Tới rồi. Yeah. Bà đang dẫn con đi đâu chơi vậy? Hả? Hả? Bà dẫn con đi công viên chơi, bây giờ con ra ngoài chơi đi. Hey. Ngoài vui lắm. Được. Ừ. Vui quá. Chà, đi mát quá. Mát quá trời luôn. La 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 la. Mát quá đi. Mát quá. Ủa? Ủa? Sao ba lại đi mất tiêu rồi? Chắc là ba quên mình. Ba ơi, ba. Ba, đợi con với ba ơi. Muốn chết hả mày con kia? Ba đi mất tiêu rồi. Sao ba lại quên mình được chứ? Biết tìm ở đâu bây giờ đây? Ý, có xe. Ê, anh ơi, anh, cho em quay vàng với, anh. Sao không ai thấy mình hết trơn vậy ta? Anh ơi, anh, cho em có vàng với. Trong thùng rác này chắc có nhiều đồ ăn ngon dữ lắm đây nè. Ý, nguyên cái đùi gà còn quá trời thịt luôn. Thịnh quá. Cút đi mày, con chó kìa, cút, cút. Sao xui dữ vậy nè, vừa lạnh vừa đói bụng nữa. Không lẽ tối nay ngủ ngoài trời luôn ta? Ba ơi, ba đang ở đâu? Giờ này ba đang làm gì hả ba? Có biết là cô nhớ ba nhiều lắm không? Hả? Mưa, trời ơi, sao xui dữ vậy nè? Ba nằm trước. Yeah, tới rồi con. Ngày ấy, tôi được ba tôi đem về nuôi. Lúc đó tôi còn chút xíu à. Tôi rất là tinh nghịch, giống như con gấu bông vậy. Quậy banh cái nhà luôn. Nhưng được cái ba tôi vẫn rất yêu tôi. Ông ấy ít khi nào dạy la tôi lắm. Thường dẫn tôi ra ngoài công viên chơi, còn đùa giỡn với tôi nữa. Có những khi ba tôi còn chở tôi đi ăn kem. Nhưng mà ông ăn không à, không cho tôi ăn gì hết. Nhưng không gì ấm áp bằng được ngủ chung với ba vào mỗi buổi tối. Rồi thời gian trôi đi, ba tôi bắt đầu quen bạn gái. Ở nhà ngoan nghe không con? Ba đi rồi sẽ về sớm. Bay đâu vậy cho con đi theo với? Ở nhà đi. Ba, ai da, bỏ mình đi rồi. Rồi khi ba tôi lập gia đình, sinh em bé, lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy bị bỏ rơi, bị vợ của ba mắng nhiếc hàng ngày, không cho tôi tiếp xúc họ nhiều nữa. Tôi biết ba nhiều lần cũng muốn bảo vệ tôi, nhưng gia đình của ba vẫn là trên hết. Ba, luôn. Con ngủ chung với ba nha. Thôi, nhớ ba quá trời luôn ha. Không được đâu con, ra ngoài ngủ đi. Ngoan nghe không, đừng có vô đi nữa, coi chừng bị la đó. Chắc đây chính là lý do mà ba mình không cho mình ở nhà nữa. Sao càng ngày càng thấy mình giống bụi đời dữ như nè trời. Có người. Buồn quá, vừa nhớ nhà vừa nhớ ba nữa. Ba ơi, gia đình ơi, con nhớ nhiều lắm, sao lại bỏ rơi con? Tôi lại mấy ba, mấy má, ăn cái gì, tôi cúng. Mày cúng gì luôn? Chuối, chú già được không? Mà mày làm gì phải nuôi cúng? Nuôi ta lớn cho đẻ. Rồi sao? Rồi bỏ, ác cái gì, dữ không biết. Sao nay nhìn mày lại, con mắt bị gì luôn? Nói nghe coi. Bị lòi.